Em phát hiện ra một điều, tôm chì là loài có thể ngủ đông đó. Kiểu giống như là nó có thể bất tỉnh và nó ngủ, và khi nó tỉnh lại đó. Em nãy giờ là em thấy mấy con tôm này nó chết mà người nó còn nâu, còn trắng là chết, chắc chắn là chết luôn, mà người nó còn nâu á thì nó sẽ tỉnh lại. Đó là lý do em cố gắng em mua hết 3 kg tôm để em cứu được 13 con tôm còn sống. Là 1 kg tôm là sẽ thấy được gì nè. Đó. Thì đây là những con tôm có nghị lực rất là phi thường. Bây giờ em đi ra sông lần nữa. Nãy giờ em ra sông là 4 lần để em thả rồi. Giờ đây là lần thứ tư. Đây là em cứu những con tôm bị te, bị đi te chích điện. Các vị Bồ Tát tôm ơi, cố gắng nha. Chỉ vì có ý định là mua tôm cho vịt ăn thôi đó mà bây giờ phải vậy. Thiện ác, theo bạn thế nào là thiện, thế nào là ác? Sao Tây Un không còn phân biệt được thiện ác gì trời? Tây Un đang cắt tôm, cắt đầu tôm làm đồ ăn cho chó. Mình tôm làm đồ ăn cho ba tiun và có cả tiun nữa. Tiun thật sự là thích ăn chay và thường ăn chay, nhưng nếu có những cái loài vật đã chết rồi thì tôi vẫn ăn. Dạ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ăn thịt máu đỏ, bởi vì tôi bị dị ứng luôn. Bây giờ tôi sẽ thả những bạn tôm này xuống đây nha, xuống sông này nha. Thôi qua sông bên này thả đi dễ hơn nè. Đây là cái hồ nghe Bồ Tát Quan Thế Âm. Phải biết có cái đường chui qua nữa. Còn đi đây thì đi ra sông luôn. Đỡ phải chui. Hai bạn tôm may mắn cuối cùng được tôi cứu. Trong 3 kg tôm thì chỉ có 13 bạn là sống được. Con gì bơi dưới sông vậy? Trời ơi, con rê nó bơi dưới sông thưa quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Con là Tuy Un Bá Đạo đây. Con không còn phân biệt được thiện ác. Việc thiện con làm con thấy nó cũng là ác. Việc ác con làm con thấy nó cũng là thiện. Và con thấy được rằng tất cả mọi cái ác trên đời này đều do cái thiện mà ra. Vì yêu thương mà ra. Trời ơi trời, tôi đang sống trong cõi dục đúng nghĩa luôn. Trong cõi dục này đi thiện hay ác là do quý vị chọn lựa. Nếu không thiện á, thiện thì sanh thiên, còn ác thì sanh địa ngục. Không thiện không ác thì sẽ đến thế giới niết bàn, đúng không ạ? Hay đến cõi Atula đây. Quan Thế Âm Bồ Tát thì nói con hãy thiện đi, con ác rồi con phải thiện. Nếu con thiện được rồi á thì con sẽ phân biệt được giữa thiện ác là như nhau. Nên có nhiều thế giới, có nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo đều phù hợp với mức độ căn cơ của người. Người lắng nghe. Thí dụ đạo Chúa thì chỉ giúp cho con người thôi, nói là con cứ ăn thịt động vật đi, ta tạo ra cho con đó. Nhưng đạo Phật lại từ bi hơn.
con thần thú này. Trời ơi, nó đi bắt rắn nước. Thôi, đi về. Trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát mà con có thể làm những hành động tác tệ như vậy hả? Rơi, lên bờ mày. Đó, đừng chọc tôi nát lên nha con. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Con noi gương của Ngài, giải cứu động vật, yêu thương chúng sanh. Con nào sống được con cho sống, con nào không sống được con cho chết. Vậy con ác quá ông trời. Thật sự bây giờ đi giải cứu động vật, em đã đạt đến cái level này rồi sao trời. Con nào chết là em để cho chết luôn rồi. Sống thì em sẽ cứu đến tận cùng. Dù là một hai sinh mạng thì em cũng không tiếc công của em. Em cứu hết mình. Gô hô à, tối thui rồi. Đêm cũng như ngày, nó giỡn suốt. Em cũng giống như mấy con cuốn này đây, ban đêm em cũng coi như ban ngày. Chư thiên quỷ thần yêu quý em, chư Phật hỗ trợ em. Em không có nỗi sợ, em chỉ sợ bản thân của em. Bản thân của em không đủ năng lực để giải cứu động vật. Trí tuệ của em không đủ sáng suốt để giúp chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Mọi thứ có sanh có diệt. Chúng ta đến thế giới này làm gì đây các anh chị? Để tạo nghiệp bất thiện hay là để tạo thiện nghiệp, hay là để cứu độ chúng sinh? Quý vị đang sống trong cảnh giới gì vậy? Không quan trọng. Hãy bảo vệ thiên nhiên động vật. Đó là cảnh giới tốt nhất, dẫn chúng ta đến thế giới tốt đẹp nhất. Em xong nhiệm vụ rồi, chỉ vì mua mấy con tôm mà em mất quá nhiều tiếng đồng hồ. Chỉ vì mấy con chó, con vịt. Chủ yếu là tụi nó. Động vật á, nó phải ăn mặn. Bởi vì cơ thể nó hấp thụ. Cái đó tốt, còn con người nên ăn chay. Con người hấp thụ rau củ quả tốt hơn. Go home! Are you crazy, man? Funny, go home. Mấy đứa kia nó lì quá à. Nó đi ra đi vô 4 lần luôn rồi. Người ta nói chư thiên quỷ thần hiện thân súc sanh để theo dõi công việc của tiên, của Phật, Bồ Tát. Hồi nãy thấy nó trong rừng, mà bây giờ về nhà thấy nó trong trên, nó ngồi trên cái cây. Cây này là cây hồng rừng đó. Rồi ngồi đây làm kiếm đợi gì tôi vậy quý vị Bồ Tát? Ngài muốn chỉ bảo gì tiêu hôn vậy? Hay vậy? Thôi đi khóa cửa lại. Có mấy người có năng lực có thể thu hút được tất cả các loài vật đến với mình. Đang sống trong cái thế giới này vậy. Tụi này nói không nghe vậy, như nước đổ đầu vịt lá khoai vậy đó. Này,
Nấu đầu tép cho tụi nó đây. Cho tụi nó ăn uống đầy đủ. Ai mà nuôi chó mà không có cho nó ăn uống được đầy đủ, tốt nhất đừng nên nuôi chó. Bởi vì mình không thương nó được thì mình đừng nuôi nó. Nuôi cái con gì dễ hơn chuột hamster chẳng hạn. Nuôi một con vật có quá nhiều tình cảm mà mình đối xử với nó tệ quá thì mình không xứng đáng làm con người. Mang thân người. Mấy con chó này không phải em có muốn nuôi nó, nhưng mà lại có duyên với nó. Có duyên thì phải chăm thôi. Chờ hết luôn hả? Chờ ăn á hả? Trời sao nhà này nhiều chó dữ vậy ta?